two, three, funk it. Và đây là hai cái tấm ballet Hạ mới order được ở trên trang Chợ Tốt. Mỗi tấm như thế này là 200.000 và hai tấm là 400.000 mới hoàn toàn. Và họ vận chuyển thêm 100.000 từ hình như là ở Tân Bình hay Tân Phú gì. Đầu tiên Hạ sẽ kê cái giường ở phía đây. Đó. Và sau đó thì Hạ sẽ dời hai cái bàn máy may về lại cái bảng ballet. Và tiếp theo nữa là Hạ sẽ sử dụng thay thế cái sào bằng gỗ thành cái sào bằng sắt như thế này. Và Hạ đã sơn màu trắng lại rồi. Chỉ gỡ cái dây này ra, cuối cùng thì cái dây nó không ra mà cái này nó còn xuất ra thôi. Kiểu chất lượng của nó cũng không ổn định lắm. Chắc xíu nữa Hà sẽ lấy cái này nè, Hà dán keo lại qua chứ nó còn xuất ra không mà. Kể một cái kỷ niệm rất là vui mà khi mà Hà đi chợ Cha Tu Chặt ở Thái Lan á, chợ cái ngôi chợ thực sự rất là rộng và mỗi lần mà Hà đi á phải lạc tới tầm khoảng 2-3 tiếng để quay lại cái gian hàng này thôi á. Và các bạn nên có một cái kinh nghiệm là bạn nào mà muốn đi chợ Cha Tu Chặt á, thích cái gì là mua liền đi, đừng bao giờ mà đi qua rồi cứ kiểu suy nghĩ chắc lát nữa mình sẽ quay lại mua món này là không bao giờ tìm được mọi người. Nó rộng tới kinh khủng khiếp như thế. Và kiểu Hà cũng cảm thấy rất là may mắn á. Không hiểu trời xui đất khiến sao mà mua được cái cọng dây này với giá là 150 baht, tương đương với khoảng 120 ngàn Việt Nam. Và lúc đó là Hà trả giá cực kỳ ghê nha. Nó thách khoảng là 250 baht. Trời ơi, Hà trả lúc là 200 baht. Hà nghĩ thôi bây giờ mình trả xuống một phát thôi, 150 baht rồi nó bán không? Ai ngờ bán luôn. Trời ơi, dễ bị hớ chứ bộ. Mọi người, nói chung công việc ngày hôm nay của Hạ là
phải dọn xong cái đống quần áo hơi bị ghê trên cái ghế sofa này. Và rất là may mắn là ngày hôm nay Hà đã nhận được một cái tủ. Đây là cái tủ Hà order trên Shopee và mọi người thấy nó kiểu từng mảnh mà bắt buộc mình phải ghép lại đúng không? Hà rất là thích những cái tủ ghép này bởi vì sau này lỡ may có bất trắc gì đó mình dọn nhà đi thì gỡ ra thôi, nó không phải mang vác quá là cồng kềnh. Xin chào nhà, đây mùi lao nè. Nói chung là cho dù mới thì Hà cũng hay lao lại trước khi mình đóng kể. Mình đâu biết được là trong quá trình sản xuất hay là quá trình vận chuyển nó có sạch sẽ hay không. Tốt nhất là mình cứ lao đi cho nó an toàn. Đang phân loại ra cho dễ ghép hơn á. Nói chung là nó có hình chữ nhật nè, hình vuông. Còn cái này chắc là cửa tủ hay sao á. À, nó có kèm theo mấy cái hộp tròn như thế này à, đặc biệt là có một cái búa bé bé xinh xinh nữa nè. Ok, bây giờ Hà sẽ chơi đồ hàng nha. Đây chính là cái khu vực Hà thích nhất, đó chính là khu vực làm việc của Hà. Sẵn tiện là Hà mới mua một cái cặp loa mới, bây giờ chúng ta sẽ mở một bài nhạc nào đó để cho mình chill hơn chút xíu, để mình dọn dẹp cho có khí thế hơn ha. À, Hà sẽ mở một bài Hà thích nhất đi. 1, 2, 3, 4. Sao bây giờ là room tour và chúng ta sẽ đi một vòng nhé. Cha, chúng ta đang ở cửa chính của căn phòng. Đây, mình sẽ mở ra và sẽ thấy một cánh cửa như thế này. Trời ơi, cứng quá. Nó sẽ có một lớp cửa sắt và chúng ta đã đi ra ngoài rồi đây. Đó chính là lưới đi ra đi vào. Vào đây thì chúng ta sẽ có một lớp cửa nữa. Đây chính là căn phòng của họ đây. Cha, đây chính là ban công. Đây là kệ sách. Đây là tủ quần áo. Còn đây là nhà bếp. Còn đây là ghế sofa. Đây Hà thiết kế và làm chiếc DIY cho các bạn đây. Đây là nơi Hà edit video clip và post vào mỗi tối thứ ba và tối thứ sáu hàng tuần trên kênh của Hà. Xin mời các bạn nhấn qua subscribe và nhấn cái chuông bên bé để cho chúng ta có cơ hội gặp lại nhau nha. Đây chính là nơi Hà ngủ vào một buổi tối nè. Thật sự rất là thoải mái và Hà còn phải có một chiếc gối ôm như thế này. Toilet đây. Đây là điều tới nhà đúng không? Hà không sâu đâu. Từ nhà vệ sinh bước ra thì chúng ta sẽ gặp ngay một chiếc gương khá là to như thế này. Hà đặt đây để kiểu check yourself out one more time trước khi mình go out và đi ra đây. Sẵn tiện thì mình sẽ chào bạn Hà xinh đẹp của Hà nhé. Hôm nay bạn Hà khỏa thân một chút xíu ha. Đây chính là cái tủ mà Hà muốn đựng đồ mình vào cho nó gọn gàng hơn. Còn đây chính là một cái xào treo. Hà muốn treo những cái đồ nào mà nó dài hoặc là những cái áo khoác để mà mình thường hay đi ra ngoài. Còn đây là một số đôi giày bata, sneaker, còn mấy này là mấy cái ba lô. Rồi
Cái ngăn này thì Hà để toàn bộ giỏ sách của mình, ở đây là giày cao gót. Còn ở trên đây là sách, rất là nhiều sách ha. Đó. Thường thì Hà đọc sách marketing rất là nhiều. Rồi đây sẽ là cái DIY bữa trước của Hà nè. Rồi tranh ảnh các kiểu. Đây thì là nơi Hà đựng đồ trang trí thôi. Và Hà cũng có một cái kệ đồ riêng để đựng đồ make up. Đây là nước hoa, đây là một cái túi make up cơ bản. Ngoài ra thì Hà cũng có một số đồ linh tinh ở đây. Và đặc biệt là son, Hà hay mua một set son như thế này nè, để dành sử dụng. Đó. Thêm liên và ngoài ra thì trong tủ locker này Hà cũng sẽ đựng một số loại mỹ phẩm Hà đang sử dụng, như là sâm 37 nè, này nước hoa hồng Thayer, cái này là hình như xịt khoáng và một số loại mỹ phẩm khác, cũng như là mặt nạ. Mỗi lần Hà hay mua sắm về thì Hà sẽ tạm để đây. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng khám phá xem là chỗ cái giường Hà thì gồm những gì ha. Đầu tiên Hà sẽ đặt một cái lọ hoa ở đây. Và Hà không thích hoa lắm, Hà chỉ thích những cái kiểu lá đơn giản như thế này, màu xanh cho nó mát mắt một chút xíu. Và tiếp theo là Hà sẽ có một cái máy khuếch tán tinh dầu. Hồi trước thì Hà có một cái lọ đèn ngủ và sau đó mình chế tinh dầu vào, nhưng thực sự cái đó không tốt cho sức khỏe bởi vì nó sẽ tạo ra mùi khét. Nhưng mà cái lọ này thì khác, là đây là máy khuếch tán tinh dầu, ở trong mình sẽ đổ nước vào thì lúc đó mình cắm điện lên, nó sẽ bốc khói lên, nó tỏa ra thì cái mùi nó sẽ ok hơn. Và Hà là một đứa cực kỳ cuồng tinh dầu cho nên là Hà cũng sưu tầm kha khá những loại mùi ở đây. Ở đây thì Hà có loại, đây là gì đây? Đây là loại tinh dầu chiết xuất từ tre non, và cái mùi này thực sự rất là sảng khoái và rất là tự nhiên. Tiếp theo Hà có đó là lọ xuân hạ thu đông, này Hà mua trong một cái chuyến Hà đi chơi ở Đà Lạt. Và cái mùi nó cũng rất là dễ chịu, rất là thơm. Còn chai này là lavender Hà order trên một cái shop online trên mạng, Hà cũng không nhớ rõ địa chỉ nữa. Còn cái này Hà mua, cái này là một người bạn Hà tặng, đó là tinh dầu xả chanh, lúc mà Hà đang bị bệnh đó thì họ tặng cho Hà. Trang có một điều Hà muốn nói với các bạn rằng là ok, bây giờ chúng ta sẽ tour về ngày hôm qua nhé. Hà xin lỗi các bạn rất là nhiều, khi trở thành fan của Hà thì kiểu hơi bị lép vế một chút xíu ha, bởi vì Hà không có nhiều kiếp ở quay và cũng không có nhiều nhãn hàng tài trợ cho các bạn. Nhưng mà thôi thì không sao, ngày hôm nay thì Hà quyết định là giữ lại một chiếc này thôi, để Hà mang những cái áo như áo khoác hoặc là những cái quần short jean. Cho nên là Hà còn dư hai cái, thì ngày hôm nay Hà xin giúp ở quay cho những bạn nào đang yêu thích cái kệ này và muốn sử dụng lại. Và thể lệ giveaway nhận cái sàn treo đồ này rất là đơn giản, bạn hãy post cái video clip này của Hà lên trên trang Facebook cá nhân công khai của bạn. Thứ hai nữa là bạn hãy share cái đường link dưới comment cho Hà cùng biết đó nha. Ok, rồi để đi. Các bạn nhớ tham dự giveaway cùng với Hà cho vui nha. Ok, có rất là nhiều bạn hỏi là cái căn phòng của Hà có gác, vậy thì Hà định co ra sao? Thực sự Hà tâm sự thật, cái gác đó thuộc quyền sở hữu của một người bạn ở chung phòng với Hà, đó là cô bạn thân của Hà luôn. Và thật sự các bạn biết rồi, mỗi người có sự riêng tư mà, đúng không? Hà cũng không có muốn đụng vào cái không gian riêng tư của bạn Hà cả. Cho nên ok, bây giờ cái không gian của Hà thì mọi người đã thấy, và cũng thấy cái cuộc sống của Hà hàng ngày như thế nào, cũng như cái cách sắp xếp. Và trong cái tập Room Makeover lần trước thì Hà cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã quan tâm cũng như là đã hỏi Hà về những cái nơi Hà mua sắm. Thực sự thì trong cái quá trình mình làm á, thì Hà có sử dụng những món đồ cũ của bản thân mình mua từ rất là lâu, cũng có những món mới, và thực sự là Hà không thể nào nhớ được. Thôi thì Hà nhớ cái nào Hà sẽ để ngay cái phần mô tả, các bạn cứ click vào đó và xem nha. Và Hà có một cái sở thích khá là đặc biệt, đó là Hà thích sưu tầm những đồ vật cũ. Thứ nhất là nó sẽ tiết kiệm được chi phí, thứ hai là có khá là nhiều cái món đồ độc lạ và kiểu có 102 ấy. Và Hà thường săn ở trên trang chợ tốt cũng có này, hoặc là Hà đi ngang qua những cái chỗ người ta bán đồng thau á, những cái chỗ mà người ta vừa thanh lý nhôm nhựa, thì lúc đó Hà nhớ là cái tấm mà Hà để ở đầu giường nó là ngay chỗ khúc quận 7, xuống vừa xuống cầu Kênh Tẻ thôi là bạn sẽ thấy cái ngôi nhà đó. Thì Hà cũng không biết là bây giờ họ đã dọn đi chưa, bởi vì Hà mua cũng khá là lâu, cách đây khoảng hơn 2 năm rồi. Tiếp theo nữa đó là Hà có một cái địa chỉ mà giờ còn đây Hà cũng rất là thích, đó là ngay chỗ đường Nguyễn Trọng Tuyển. Hà không nhớ địa chỉ nhưng mà bạn cứ đi bên bệnh viện Phụ Sản Mekong và bên đây là một cái khách sạn gì đấy. Giờ có một cái đường rẽ đó, bạn đi thẳng đến cuối thì bạn sẽ gặp ngay, và nó cũng mới mở vừa cách đây khoảng chừng vài ngày thôi. Thực sự video ngày hôm nay các bạn còn thắc mắc điều gì thì các bạn nhớ để dưới phần bình luận cho Hà cùng biết với nha.
nhấn nhấn nút đăng ký nè, subscribe cũng như tặng Hạ một like và nhấn cái chuông mấy bé xinh xinh để cho chúng ta gặp lại nhau vào mỗi tối thứ ba và tối thứ sáu hàng tuần trên kênh của Hạ Simi. Và thì Hạ sẽ nói lời tạm biệt các bạn ở đây. Bye bye, love you.